Thưa quý vị và các bạn cùng đến với từ một câu chuyện buổi sáng. Cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời quy định rõ những nhóm quan hệ trong quản lý, sử dụng đất áp dụng trong luật đất đai. Do vậy cần nhận thức và xác định rõ quan điểm sửa đổi luật đất đai, trong đó nêu bật được tính chất quan trọng của luật đất luật đất đai trong hệ thống pháp luật và đảm bảo tính thống nhất theo chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Luật đất đai là dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Chúng ta chỉ xác định được cái quan hệ trong áp dụng pháp luật, áp dụng luật đất đai trong mối quan hệ với các luật khác ấy. khi mà chúng ta đã giả soát và đánh giá rất kỹ và đã xử lý những cái, những cái mâu thuẫn trồng chéo uh, giữa cái dự thảo luật đất đai này, những quy định của dự thảo luật đất đai này với với hệ thống pháp luật hiện hành Đấy. rồi mới đưa ra nguyên tắc áp dụng pháp luật chứ còn đặt cái yêu cầu ưu tiên của luật đất đai lên cao quá Đấy, trong khi chúng ta không xử lý các luật có liên quan Đấy, thì thì cũng không được chúng tôi đề nghị là cần phải giả soát xem là luật đất đai liên quan đến những luật nào và chúng ta sẽ xử lý thế nào khi luật đất đai và các luật này có quy định khác nhau và cái ưu tiên áp dụng luật như thế nào để đảm bảo cái tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nếu được thì là một cái danh mục để ra soát giữa luật đất đai và các luật khác. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung các nội dung. Thứ nhất là giả soát tập hợp các quy định của dự án luật có liên quan đến nhiều luật khác. Thì theo báo cáo số 100 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì liên quan đến 88 luật và theo 9 nội dung. Và thứ hai là dự thảo luật có nhiều chính sách mới thì cần bổ sung đánh giá tác động để quy định trong dự thảo luật có tính khả thi. Hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Kết quả cuối cùng của quá trình xây dựng thông qua luật đất đai là ví dụ để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của chính phủ, Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Vì bây giờ Tổng Bí thư đã nói rồi. Giàu lên cũng vì từ đất, nghèo đi cũng vì đất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại 60-70% là từ đất đai thậm chí là tham nhũng là cũng là từ đất đai rồi đi tù đi tội cũng là đất đai nói như thế để chúng ta xác định tâm huyết trách nhiệm chúng ta đã cố gắng những cái luật khác rồi thì luật này thì tôi nghĩ là phải gấp bội thì mới đáp ứng được cái yêu cầu về quan điểm xây dựng luật Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự án luật đất đai sửa đổi và các dự án luật khác đảm bảo nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định về pháp luật đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn chứng minh là đúng vận hành thông suốt và được trung ương khẳng định sửa đổi bổ sung các vướng mắc bất cập trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính tổng thể chiến lược lâu dài